Em Chí xin kính chào cô chú anh chị các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại đường Vĩnh Viễn giao lộ với đường Nguyễn Duy Dương. Em sẽ cập nhật một số tình hình về khu vực đường Nguyễn Duy Dương và trung trần Nhân Tạo cho cô chú anh chị mình cập nhật thêm khu vực mà kinh doanh mua bán sầm uất trong khu vực đường Nguyễn Duy Dương và Nhân Tạo như thế nào cho cô chú anh chị nhập hình qua màn hình ống kính nha. Hiện tại thì trên đường Vĩnh Viễn thì cô chú anh chị mình đã thấy qua một quán cà phê như thế này. Một quán cà phê gốc cũng lâu đời anh chị. Mà hiện nay thì cái số tình hình mà khách chị vẫn thấy qua màn hình ống kính ha. Số lượng khách thì không thấy đâu, một cái mặt tiền mà kinh doanh mua bán như thế này, nếu mà mặt bằng nhà thì ok, mà mặt bằng mà thuê là có thể là đóng cửa than cài anh chị. Một cái mặt tiền căn góc như thế này thì giá trị thuê rất là cao, mà cái số lượng khách ngồi mà đưa thương như thế này rất quán rất là bình dân luôn anh chị. Hiện nay thì bà con mình khó khăn rất là nhiều để trong kinh doanh mua bán, mà cũng vẫn là mua bán thêm là bánh mì anh chị ha, giờ quán cà phê quán nước rất là nhiều luôn, nhưng mà số lượng khách hôm nay thì rất là trầm lặng rất là nhiều. Bây giờ hiện tại là 10:30 anh chị. Bây giờ mà kinh doanh mua bán thì rất gọi là sung túc luôn. Ở tuyến đường này mà bây giờ thì rất là trầm lặng khu vực hiện nay. Những xe kéo, xe đẩy thì còn hê hề như thế này anh chị. Đồ đạc thì còn hê hề. Và những anh bán như thế này cũng gần nằm đây ha. Những người mà bán những trái cây hay là thực phẩm hay là cũng như rau củ quả thì cũng vẫn trầm lặng đi. Cũng vắng như thế này anh chị. Ngôi chợ rất là sầm uất luôn. Có tiếng anh chị nha, ở trên quận 10 này. Từ tiệm vàng cho đến những tiệm thực phẩm, thức ăn cho đến những cái cơ sở mà cũng như là tiệm gạo, quần áo cũng còn bắn tanh như thế này. Một mặt hàng kinh doanh nhiều bà con mình hôm nay thì có gọi là ế rất là nhiều anh chị. Đồ còn rất là nhiều luôn. Bên đây thì quần áo nè, bên đây thì trái cây nè. Còn bên đây thì gọi là bán mỹ phẩm hay là bán trái cây, nhập thực phẩm. Rất là nhiều luôn anh chị nha. Đây là chợ Nhân Tạo anh chị. Là quận 10 ở bên khu vực phường 4 ha, trên đường Nguyễn Duy Dương. Thì ngoài đầu chợ thì chuyên về bán là tôm, cá, thực phẩm nè, thịt heo, thịt bò đồ rất là nhiều luôn. Đây thì bán thịt heo cũng gần hết anh chị ha. Bên đây thì bán bún nè, các cô các chị thì rất gần là du tính anh chị ha. Vô bán thực phẩm rất là nhiều ở khu vực này. Bánh tráng hay là bún hay là những mặt mã mặt hàng cũng như là trái cây. Các cô chú anh chị bên đây cũng nói là chợ ế anh chị. Chợ về cuối năm mà ế như thế này thì có thể là khó khăn rất là nhiều anh chị. Cho bà con mình hôm nay, bà con mình hôm nay thì kinh doanh mọi mặt hàng trên mặt tiền, mà bên đây thì cũng như là chè nè, thức ăn, thực phẩm nè. Rồi những cái sạp như thế này bây giờ anh chị vẫn thấy người ta bỏ trống sạp luôn, người ta không kinh doanh mua bán luôn anh chị. Người ta nghỉ luôn, kinh doanh mua bán ế quá. Bây giờ người ta nghỉ luôn, người ta kiếm công việc khác người ta làm luôn anh chị. Bây giờ bán bánh, bán chè đồ chị vẫn thấy ha. Cái mặt tiền này hiện nay thì trầm lặng đi rất là nhiều luôn. Bà con mình khó khăn trong năm nay luôn chị. Bán nước màu rồi không ai ngồi mà bán kinh doanh luôn. Quần áo hay là cái gì đó thì cũng vẫn còn y hề không chị. Tết rồi năm nay thì mọi mặt tiền kinh doanh thì mua rất là nhiều. Bây giờ đánh ra quán lặng như thế này nè chị. Rau củ quả rồi nè. Vẫn còn y hề luôn chị. Cá mắm nó vẫn còn. Còn tầm 11 giờ rồi mà giờ cũng vẫn còn ế hề như thế này. Năm nay thì ai cũng than gọi là ế trầm lặng lắm chị. Bà con mà kinh doanh mua bán như thế này rất là xót xa luôn. Ngồi mà buôn bán mà ngồi không được vui luôn anh chị. Ngồi mà cứ trầm lặng suy tư như thế này, không lướt web, không bấm điện thoại thì ngồi trầm lặng suy tư, suy nghĩ là kinh doanh mua bán năm nay như thế nào. Sao mà nó vắng quá, nó ế quá. Mọi một tiền kinh doanh anh chị hay vẫn shop thời trang như thế này vẫn chậm ha. Và những chỗ bán gạo ha, những chỗ bán thực phẩm như thế này anh chị qua màn hình ha, nhất gọi là khóc xa cho bà con mình luôn trong kinh doanh trong chợ. Cái này luôn tốt à, cái mặt hàng chợ thì cá ê hề, đồ còn ê hề rất là nhiều luôn. Bây giờ chị thấy không, giày dép mà cô ngồi cô ngủ luôn anh chị, thấy là đồng nghiệp cô ghê không, bán không được, kinh doanh có gọi là trầm lặng rất là nhiều luôn. Tôm khô hay là thịt thà, cá mắm bây giờ ở đây nè, rất là chậm. Kênh Vào Đời TV anh. Hả? Kênh Vào Đời TV anh. Kênh Vào TV TV hả? Dạ. Anh ấy đang chợ Tảo Te luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Thì mọi mặt hàng kinh doanh thì thấy nhiều người thì bán kinh doanh này anh chị vẫn thấy nè. Các cô chú bán thì bây giờ thì thấy khó khăn rất là nhiều luôn. Mọi cô chú thì nói chung là cũng vô tính trong khu vực này để mua bán kinh doanh, mà bây giờ thì mua bán kinh doanh nó trầm lặng rất là nhiều luôn.
Đây thì cô bán như khoai, đủ khoai nè, bán củ kiệu nè ha. Bán mặt hàng cũng rất là nhiều. À, chị có thấy không? Cũng đã bán được không cô? Dạ, khu vực này mình bán sáng chiều hay không cô? 12 giờ chưa dậy rồi. Dạ, 12 chưa dậy mấy cô ha. Dạ. Con thấy hiện nay thì chợ mình nó thấy nó hơi chậm quá. Thấy ai cũng nói là hơi vắng quá trời. Dạ, không bế hả cô ha. Dạ, con mong cô bán được nhiều. Dạ, dạ cảm ơn cô. Thì em có hỏi cô là bán được hay không thì cô cũng nói là bán hơi ế, hơi chậm. Cái miệng hiện nay cuối năm mà như vậy thì cũng khó khăn cho bà con mình anh chị. Anh chị vẫn thấy bà con mình cũng chịu khó kinh doanh mua bán mọi mặt hàng lắm, nhưng mà gồng lỗ rất là nhiều. Lớp tiền sạp, tiền thuê, rồi cái lớp mà dạng vừa ăn uống nữa, hàng ngày nữa, rồi chi trả nuôi con nuôi cái nữa anh chị. Rất là gọi là xót xa trong thời điểm hiện nay luôn. Công trình nhân tạo này có tiếng từ xưa giờ anh chị ha. Bên quận 10 mà nó giờ nhân tạo là ai cũng biết luôn. Nó thông từ ngã Nguyễn Tri Phương và nó thông đi ra ngoài ngã Nguyễn Duy Dương. Thông các tuyến đường luôn anh chị. Tiệm gà cũng ế, thực phẩm cũng ế. Cá thì thịt cũng còn ê hề luôn anh chị. Giờ này là giờ gần về anh chị. Hồi mấy năm trước bán là giờ này gần về. Hiện nay thì bây giờ anh chị vẫn thấy nè, cái giấc giờ là gần 11 giờ rồi. Mà hiện nay thì bây giờ đâm ra thời giờ như thế này thì hồi xưa người ta bán giờ này người ta bán hết đồ nó đi về rồi. Bây giờ người ta dán ngồi gồng ngồi bán anh chị. Cho hết đồ nhưng mà không hết đồ nổi luôn. Người ta cũng cố gắng là ngồi nó bán như cá mắm luôn nè. Các cô bán cũng phải bị chậm á. Bên đây những tuyến đường các cô thì nói chung thì bán rất là nhiều đồ. Cá mắm, thịt thà, đồ rau, củ quả đồ. Mà năm nay gọi là trầm lặng đi rất là nhiều. Suy thoái kinh tế hôm nay người ta cắt lưng buộc bụng mà cắt giảm chi tiêu rất là nhiều luôn anh chị. Người ta chừa tiền để người ta qua năm người ta kinh doanh để coi có đổi mới thôi, có khác cái lúc nào nữa không. Chứ là năm nay thì thấy mọi mặt đều gọi là trầm lặng như thế này. Bà con biết mà ăn không dám mua nhiều đồ luôn anh chị. Đi chợ với ít ít xong rồi cái thôi luôn. Chứ về bao nhiêu cũng đủ hết chứ không phải mà xưa ăn hồi xưa như thế nào. Người ta cố gắng người ta gọi là đi làm nhiều tiền người ta ăn được nhiều. Mỗi mặt tiền, mỗi một hàng kinh doanh các cô đều gọi là trầm lặng như thế này. Thịt thà cũng như thế này anh chị. Trời ơi, thịt thấy thịt anh chị ơi. Thịt nè. Nguyên giải hàng như thế này. Xích giải tới như thế này nữa anh chị. Trời ơi. Ở đây nữa nè. Nhìn kỹ là có 500-700 kg thịt đó anh chị. Mà điểm hiện nay thì khó khăn cho bà con mình quá trời. Thịt mà buôn bán thì còn 500-700 kg luôn. 3-4 tiệm giải thịt như vậy anh chị. Còn quá trời luôn, ê hề luôn. Còn bên đây thì đang đóng cửa luôn những cái sạp như thế này. Rồi những cái tiệm bánh như thế này, bánh bột hay là bún như thế này cũng chậm luôn. Mà thấy đóng cửa thế này cũng xót xa cho bà con mình. Hôm nay kinh doanh mua bán không được, bà con mình nó đổi nghề luôn anh chị. Mà mới thấy cái tiệm thịt hồi nãy mới hết hồn luôn. Còn nguyên hơi hề luôn, 3-4 sạp như vậy mà cộng lại không phải 500-700 kg anh chị. Không ít đâu. Mấy sạp là cẩm thạch rồi nè, bán những món quà mặt hàng như là phong thủy rồi nè. Cũng vẫn không có đón khách hàng luôn. Mở cái sạp ra để chơi vô bán hay sao anh chị. Khách hàng thì không thấy đâu. Quá nè, vàng bạc đá quý ở khu vực này đầu chợ mà xưa là đầu chợ trên Thục Tảo nè. Có tiệm vàng đầu tiên là mở ra, cái tiệm vàng đầu chợ kinh doanh mua bán rất gọi là sung túc anh chị. Bây giờ thì kinh doanh gọi là nó héo queo luôn. Anh chị vẫn thấy cái này nè, cái đầu Tảo ở bên đoạn mà Nguyễn Tri Phương anh chị. Kinh doanh các mặt tiền mặt hàng bây giờ sơm cũng còn nằm lá liệt bây giờ ế à. Chú sơm công nghệ và các chú sơm truyền thống bây giờ cũng còn chậm đi. Mọi mặt tiền mọi mặt hàng kinh doanh đều ế, các chú sơm cũng vẫn ế theo luôn vậy. Không ai kêu chở hàng chở đồ á, có những khó khăn trong khó khăn mà con mình. Dạ em sẽ di chuyển qua một đoạn Nguyễn Tri Phương này gặp một tiên cô chú anh chị qua một hình ảnh chính nha. Đây là mọi mặt tiền kinh doanh anh chị thấy những mẫu hàng mà niệm như thế này bây giờ hôm nay là sale 40% luôn, từ 10% mà đến 40% luôn anh chị. Gần sale với một nửa luôn, 50-50 luôn anh chị. Bà con mình bây giờ có chương trình sale rất là nhiều, kinh doanh rất là nhiều gọi là sale mà gọi là hưởng ứng khách hàng mình để mua, để thay đổi, để gói nằm hay là ra trang niệm luôn. Bên đây thì anh chị vẫn thấy các anh sơ mà nằm la liệt như thế này.
rồi tiền ăn uống xin dai hàng ngày, ăn vội vã mà để kiếm cuộc sống, mà để nhanh, để chạy chiếc xe. Bây giờ thấy những cái đóng cửa than cài thế này, những cái tiệm cửa hàng bây giờ mà đóng cửa rất là nhiều luôn chị. Anh Sơn bây giờ nằm như thế này, mọi mặt hàng kinh doanh bây giờ rất là gọi là khó khăn trong khó khăn luôn. Cái anh Sơn cũng đang có chạy được nhiều. Tài xế công nghệ bây giờ xưa rất là chạy đàn già là gọi là ok, bây giờ chạy rất là khó khăn luôn chị, kiếm một cách đi rất là khó khăn. Quá trời hãng ra luôn, cái tuyến đường bây giờ hãng nào cũng có hết trơn. Nó về bên đây à, anh chị thấy vẫn thấy một căn nhà mà bán như thế này nè anh chị. Cái anh Sơn công nghệ bây giờ anh chị em thấy khó khăn trong khó khăn, đang nằm mà chờ được khách hàng đi, mà bây giờ thì không thấy bóng khách hàng mà nằm ở khu vực này luôn. Cái anh Sơn đang nằm đây là đứng chờ khách hàng mà để chợ chạy đi những cuốc đi, bây giờ khó khăn kiếm một đồng tiền rất là khó luôn anh chị. Mua bán mà đóng cửa như thế này và mua bán gọi là trầm lặng như thế này luôn chị, rất là nhiều cho tuyến đường Nguyễn Gia Phương luôn. Đường Nguyễn Gia Phương thì nói chung là rất là sầm uất về kinh doanh mọi mặt hàng trên mặt tiền này, và bây giờ thì trầm lặng những cái loại mặt hàng mà kinh doanh ế ẩm luôn, không có khách hàng. Thực phẩm thức ăn thì bây giờ ê hề vẫn còn, bên đây thì vẫn đóng cửa than cài. Những cái mặt tiền như thế này anh chị thấy đóng cửa than cài và các mặt tiền nấu diện cái bên thì bây giờ cũng dán mua bán thì ế ẩm. Đến cuối năm này là điểm hốt bạc anh chị, kinh doanh vào là đậu, tiền vào là nhiều mặt hàng kinh doanh rồi, để mua bán kinh doanh. Bây giờ đóng cửa than cài thế này mà buôn bán ế ẩm như thế này, anh chị thấy là tết năm nay thì không biết tiền đâu mà ăn tết nữa. Mọi mặt hàng mọi mặt tiền mà buôn bán mà bây giờ như thế này thì bây giờ gọi là khó khăn trong khó khăn của bà con mình hiện nay. Cũng gần tết đến rồi, vừa qua Noel thì bây giờ là bắt đầu thì chuyển sang là cuối năm là bắt đầu qua năm 2024 bắt đầu Tết Nguyên Đán rồi. Mà hiện nay thì bà con mình kinh doanh heo xèo héo quen như thế này, mọi mặt tiền cũng như là kinh doanh về những cái điện thoại máy tính luôn nè anh chị, thấy có khách hàng không thấy luôn. Bà con mình bây giờ cũng hạn chế cắt giảm quá nhiều luôn, về thay đổi cuộc sống mà mình đi mua mà thay đổi những mặt hàng kinh doanh như thế này cũng vẫn thế. Và những cái mẫu mã điện thoại hay là những cái mẫu mã mà để mình xài chiếc trang thiết bị ế rất là nhiều. Bên đó về màn hình ống kính anh chị vẫn thấy là một bằng căn gốc như thế này mà bây giờ để trẻ bản cho thuê nhà, cho thuê nhà nguyên căn, cho thuê nhà chính chủ luôn, 3-4 lầu như vậy. Bây giờ là cho thuê rất là nhiều luôn anh chị ha. Vẫn một bằng căn gốc, những cái buôn bán như thế này là vẫn còn trầm lắng rất là nhiều. Đây những căn gốc này bán quán nước, quán trái cây thì cũng đóng cửa than cài luôn vậy. Bên đây thì quán cốc cà phê thì 1-2-3 khách hàng ngồi đây. Giờ cũng như là bên đây anh chị vẫn thấy ha, những cái mặt tiền như thế này nè, cho thuê nhà nguyên căn như thế này rất gọi là xót xa luôn. Dán bấy bá mà dán mà không còn chỗ nào mà để dán luôn vậy. Cho thuê nhà hoặc là bán nhà luôn, anh nhìn mà em muốn học một lòng luôn. Nhà một lầu như thế này mà mặt tiền tới 6 mét luôn anh chị, một vị trí đắc địa mà gọi là vị trí đẹp luôn. Hồi xưa là tranh giành nhau mà ta mở những cái quán ăn như thế này, những quán Hàn Quốc, những quán Nhật Bản hay là những quán chè lớn hay là những shop thời trang. Bây giờ thì không thấy mà ai mà đậu tiền vào mà để thuê. Bây giờ những cái chủ cửa hàng mà bây giờ đã cho thuê như vậy buôn bán không được, người khác dòm vô người ta cũng không dám một tiền vô thuê anh chị, sợ có di chuyển đi theo là khó khăn luôn. Bởi vậy mọi mặt tiền kinh doanh bây giờ anh chị thấy không, những quán bún bò, những quán bánh hàng cũng không thấy, nó trầm lặng rất là nhiều luôn anh chị. Bà con mình năm nay buôn bán kinh doanh như thế này thì làm sao mà có tiền mà để ăn Tết lo trang trải gia đình luôn anh chị. Năm nay Tết chắc buồn lắm, bên đây cũng đóng cửa luôn, bún cá Hà Nội, bún chả Hà Nội cũng đóng cửa hàng loạt luôn. Khách hàng mọi kinh doanh thì bây giờ gọi là khó khăn của bà con mình. Đây những cái quán để đi cũng như là để bảng cho thuê, quán lẩu nướng mất phê luôn anh chị. Bây giờ dán bảng cho thuê về rồi xe kế bên là quán cà phê được, người ta để qua xe lên bên chỗ này luôn anh chị. Quán lớn như thế này bây giờ mặt tiền gốc như thế này mà buôn bán kinh doanh bán không được luôn. Hôm nay thì quán cà phê thì của Cafe Nát thì bán ổn định anh chị ha, thì số lượng khách thì vẫn có,
thì để xe qua bên đây cũng rất là nhiều xe anh chị ha. Mọi mặt tiền kinh doanh của bà con mình thì khó khăn thì cũng có, mà có nhiều người buôn bán người cũng được anh chị nha. Bên đây thì chị cũng thấy nè, là một căn nhà như thế này 4-5 lầu, cũng có cầu thang thoát hiểm này kia đâu luôn. Bây giờ chúng ta thuê như thế này, cho thuê nhà nguyên căn. Mọi mặt hàng, mọi mặt tiền kinh doanh thì dòng lặng rất là nhiều để cho thuê như thế này anh chị. Dạ, xích tới đây là cầu vượt của Nguyễn Chiêu Phương, giao lộ 3 tháng 2 và Thành Thái. Em xin dừng buổi tới đây, em cảm ơn cô chú anh chị đã đồng hành cùng em. Em chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn.